Để có một chiếc kính đeo mỗi ngày như thế này thì bạn có biết là quy trình để tạo ra chiếc kính này như thế nào không? Hôm nay hãy cùng Huyền đi trải nghiệm ha, tìm hiểu xem là 9 bước mài lắp kính tại kính Hải Triều có gì đặc biệt. Để chiếc kính đưa được tới tay khách hàng thì quy trình mài lắp kính tại kính Hải Triều cần phải đảm bảo về độ thẩm mỹ nè, cũng như là độ an toàn của khách hàng và ngoài ra chất lượng về trồng kính là điều không thể bỏ qua. Ngay bây giờ tụi mình sẽ cùng đi tìm hiểu ở bước đầu tiên ha. Bước đầu tiên đó là bước QC kiểm tra chất lượng kính. Ở bước số 1 này thì đầu tiên sẽ là kiểm tra gọng kính, là kiểm tra về ngoại quan, đảm bảo về việc đó là không bong chóc và trầy xước nè. Tiếp theo là về trồng kính, trước khi mài sẽ kiểm tra tem nè, đã khớp với đơn kính hay chưa. Loại trồng này khách hàng đặt thì sẽ có đảm bảo về lớp phủ nè, độ trong của trồng hay không, và kiểm tra cái vùng trung tâm. Tiếp theo đó là sẽ kiểm tra về cái việc đó là độ số. Độ số thì sẽ được so sánh bằng máy để đảm bảo được là đúng độ khi khách đo tại cửa hàng. Bước số 2 đó chính là bước chấm tâm. Thì bước này cần đảm bảo cho việc đó là tâm mắt của khách phải khớp với tâm mắt của trồng kính để đảm bảo là trong quá trình đeo nè, khách cảm thấy thoải mái nhất và không lệch vùng nhìn, để đảm bảo về độ số của mắt cũng như là độ an toàn trong quá trình khách hàng đeo. Bước số 3 đó chính là mình sử dụng cái thông số đo mắt mẫu cũng như là gọng kính của khách hàng nè. Bước này mục đích đó là để xác định chính xác về kiểu dáng cũng như là kích thước của trồng kính cần mài. Tại đây thì các bạn sẽ đo thông số của mắt mẫu nè, chụp mắt mẫu nè, cũng như là đo khoảng cách của cầu mũi. Rồi tiếp đến nè, các bạn sẽ nhập những cái thông số của cầu mũi vào trong máy, kiểm tra dáng mắt mẫu trên máy cũng như là chụp ảnh dáng mắt để bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho cái bước cắt trồng kính. Ở bước số 4 đó chính là cái bước mà mình bắt đầu tiến hành nhập thông số vào trong máy cắt kính tự động. Thì ở bước này sẽ đảm bảo cho khách hàng hoàn toàn yên tâm vì đây là máy tự động. Khi những cái thông số được nhập vào thì toàn bộ máy móc sẽ tự chạy và cắt kính theo phong kính đã được xếp sẵn. Điều này khách hàng hoàn toàn yên tâm và gần như là sai lệch thì rất là ít hoặc là bằng không. Bước số 5 là định tâm trồng. Xác định tâm trồng để có thể khách hàng đeo một cách thoải mái nhất. Và bước số 6 là bước mài cắt bằng máy tự động. Thì bước này tiến hành cắt cái trồng kính của mình ha. Và cái việc đó là sử dụng máy tự động thì cái rủi ro về độ sai số hoàn toàn thấp, gần như là bằng không. Và trung bình thì mất cần khoảng là 30 phút thì đã cắt xong một cặp trồng. Và như vậy thì là đảm bảo vừa là độ thẩm mỹ nè, cũng như là an toàn nè. Và khi đưa đến tay khách hàng thì yên tâm về cái khung trồng là đảm bảo fit với lại cái gọng. Ở bước số 7 đó là bước tinh chỉnh và lắp trồng. Tại bước này thì các bạn kỹ thuật viên sẽ tiến hành là lấy trồng ra nè, sau đó là lắp vào trong cái gọng kính của khách. Và đảm bảo được là nếu như có một cái điều gì đó chưa khớp hoặc là chưa fit được thì các bạn sẽ xử lý ngay trước khi lắp chính thức vào cái gọng kính của khách hàng mang đến hoặc là khách hàng mua tại Hải Triều. Tại bước số 8 chính là tinh chỉnh gọng sau khi mà mài lắp. Thì ở bước này các bạn sẽ làm một cái bước kiểm tra, đó là quy tắc 4 chạm. Thì mình sẽ lật úp kính và lật ngửa kính, chỉ cần có 4 điểm chạm nằm trên cùng một mặt phẳng là đảm bảo về tiêu chuẩn. Tuy nhiên đây là tiêu chuẩn chung, còn phụ thuộc vào cái gương mặt của khách hàng thì kỹ thuật viên cũng như là các bạn cử nhân khúc xạ nhãn khoa sẽ điều chỉnh làm sao đó để khách hàng khi đeo cảm thấy thoải mái nhất. Tại bước số 9 đó chính là QC lại, kiểm tra lại chất lượng sau khi mà kính nó được mài. Thì tại bước này các bạn chuyên gia tư vấn sẽ kiểm tra tổng quan là một lần nữa nè, về tiêu chuẩn 4 chạm cũng như là về tâm mắt so với tâm mắt thực tế của khách, cũng như là cái độ cao của kính, để đảm bảo hoàn toàn đó là khi khách hàng đeo với chiếc kính này thì cảm thấy thoải mái và yên tâm khi sử dụng. Như vậy là Huyền và các bạn đã cùng trải qua 9 bước mài lắp kính tại kính Hải Triều. Hy vọng rằng đây sẽ là một góc nhìn trực quan hơn dành cho quý khách hàng của kính Hải Triều. Mong rằng các bạn hãy lựa chọn kính Hải Triều trong những lần đo khám mắt tiếp theo ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.